Câu hỏi của Tấn Nguyên: thế nào là tiểu ngộ và đại ngộ? Thì đây là hai khái niệm thiền học Trung Quốc. Thiền tông Trung Quốc có khuynh hướng cho rằng tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Nghi đây là nghi tình chứ không phải là hoài nghi nha. Đề khởi nghi tình trong lúc tham thiền đó, nếu cái việc khởi lên đó là ít và bị gián đoạn, dầu có tu đúng phương pháp đi nữa, cái sự giác ngộ đó là nhỏ thôi. Và ngược lại đó, nếu khởi nghi tình lớn, kiên trì không gián đoạn, thì kết quả đạt được của việc tu thiền này đó là sự đại ngộ. Và đại ngộ trong thiền đó là gì? Trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Ngộ đây là thấy được trơn tâm thường trú, bản tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng của mỗi con người, hay gọi là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thật của chính mình từ xưa đến nay. Và đó là cái cách mô tả của thiền gia Trung Quốc chỉ cho việc chứng đắc thánh quả, và cương liệt hơn nữa là trở thành Phật. Như vậy, người đạt được đại ngộ, được hiểu là kiến tính thành Phật, thấy được chân tâm và trở thành Phật. Còn tiểu ngộ ít ra là trên con đường hướng tới sự chứng đắc giác ngộ, tức là trở thành thánh nhân trong tương lai. Đại ngộ còn được gọi là hoát nghiêng đại ngộ, bỗng dưng ngộ lớn, hay là nhanh chóng đạt được sự giác ngộ lớn. Thì cái nghi tình đó là cái gì mà có thể giúp cho hành giả tu thiền kiểu Trung Hoa đó có thể đạt được sự đại ngộ? Gắn kết với truyền thống này đó, thì nó có thổi đầu. Thổi đầu dịch đơn giản đó là một câu nói. Đầu là cái nguyên ủy, thổi là lời nói. Nguyên ủy của lời nói là lời nói khi mà ý thức dị nguyên chưa can thiệp vào trong tiến trình tư duy. Còn thổi vĩ là đuôi của lời nói, nghĩa là lời nói đã bị can thiệp ý thức chủ quan vào rồi. Ý thức chủ quan bao gồm thành kiến, ác kiến, rồi thiện cảm, ác cảm, tức là thái độ hoặc thích hoặc không thích thể hiện rõ đối với con người, sự vật, sự việc và tình huống. Thì cái đó được gọi là thổi vĩ. Như vậy cái việc tu thiền đó là làm sao để giữ được trạng thái thổi đầu và không cho ý thức can thiệp. Cái này nó giống như là Đức Phật dạy, tương đương. Đó là cái nhìn như thật, như lý tắc ý, cái nhìn chân thật, cái nhìn như vậy, cái nhìn về bản chất sự vật như chúng đang là. Kết quả đây để đạt được trí tuệ. Thì để làm công việc đó đó, các thiền sư hướng dẫn thiền sinh đó là phải tham, tức là giữ chánh niệm tỉnh thức. Nó tương đương đó, cái chữ tham, đây là tham thiền á, viết tắt tham thiền chứ không phải là tham lam hay là ham thích đó, nhớ vậy. Giữ cái trạng thái tham thiền đó với cái câu thoại đầu đó miên mặt thường xuyên trong đi đứng nằm ngồi không gián đoạn. Chứ đừng có để cho nó xuất hiện, lúc thì thổi đầu, khi thì thổi vĩ, khi thì thổi trung. Nó là chặn giữa cái thổi đầu và thổi vĩ. Và yêu cầu quan trọng nhất
đang lúc tham thổi đầu, không được có yêu cầu hay mong cầu giải đáp nội dung của cái thổi đầu đó. Vì cái thổi đầu đó chỉ là một cái công cụ để ăn trú tâm thôi. Thì ví dụ như cái câu trước khi cha mẹ của tôi chưa có mặt trên trần thế thì bản lai diện mục của tôi là gì? Thì làm sao mình trả lời được? Cha mẹ mình chưa được sinh ra thì mình đang còn nằm ở một cái thế giới nào đó với cái thân phận của một con người nào đó hay một con vật nào đó tùy theo biệt nghiệp của mình. Ngoài trừ những bậc đã chứng quả thánh A-la-hán có được ba tuệ giác, trong đó có túc mệnh minh, tức là tuệ giác thấy rõ các kiếp quá khứ của bản thân. Còn mình đang tu thiền, cái nghĩa là đang còn là người phàm thì chắc chắn không thể có túc mệnh minh. Cho nên không nên nỗ lực tìm kiếm giải pháp, mượn cái câu đó là giữ cái trạng thái mà thiền tông còn đó là nghi tình, nhưng mà không được tìm giải đáp. Thì cách thức tu này khác với Đức Phật. Đức Phật thì dạy mình đó là thứ nhất là đặt tâm trên đối tượng thiền, tức là tầm an trú tâm bền vững trên đối tượng thiền là tứ, và phải giữ trạng thái chánh niệm tỉnh thức, thấy rõ được bản chất của mọi sự đang diễn ra trong tâm mình, trong cơ thể mình và đối với mọi thứ xung quanh. Và không khởi lên bất cứ một nghi tình nào hết. Giữ cái tâm phản chiếu giống như là tấm gương. Cho nên tu công án và thổi đầu không khéo đó, mà tu sai đó, nó dễ căng thần kinh lắm. Tôi mình đề khởi một cái câu, mình tập trung vào câu đó hoài nhưng mà không được tìm giải đáp, mà bản chất câu đó đó là một thắc mắc. Khi một câu thổi đầu nào đó trở nên nổi tiếng và trở thành một cái điển tích được sử dụng rộng rãi trong chốn thiền môn thì nó được gọi là công án. Như vậy về bản chất thì công án cũng là một thổi đầu, nhưng mà là thổi đầu được nhiều thiền sư sử dụng. Thì theo tôi đó, tu thổi đầu hay công án thực ra đó là các bạn đang tu định thôi, samatha phavana, tức là phát triển được định tâm. Câu thổi đầu lúc đó được sử dụng như là cái neo để cột tâm lại, để an trú tâm vào. Và về phương diện này đó thì câu thổi đầu cũng giống như danh hiệu Phật A Di Đà hay là câu thần chú và bất cứ một danh hiệu nào đó để an trú tâm thôi. Mỗi người có một cái thân kính đối với danh hiệu Phật này, thích hợp đối với danh hiệu Phật khác, có người thích hợp với thần chú này, có người thích hợp với thần chú khác, thì cứ chọn để an trú tâm vào và kết quả đạt được là định. Như vậy về bản chất á, công án và thổi đầu á, là thiền chỉ. Và thiền chỉ không phải là tất cả, nó chỉ là bước đầu thôi. Lúc đầu thì tu tập thiền chỉ, nhưng muốn tiến bộ sâu đó thì phải tu tập thiền quán, vì thiền quán mở trí tuệ. Cho nên việc tham một câu thổi đầu hay là công án mà tin rằng mình có thể đạt được đại ngộ, tức là thành Phật đấy, thì cái đó đó khó được chấp nhận về phương diện Phật học. Như đó là niềm tin của một số vị chủ trương thiền tại Trung Hoa. Trong Kinh Tăng Chi đó, khi nói về đặc tính của biển ở chương 8 pháp, Đức Phật đưa ra ánh dụ rất là sâu sắc. Nếu
sông có hiện tượng sâu thình lình thì biển chẳng những không có sự kiện đó. Cái sâu của biển là nó đi theo lộ đài, độ lài, nó xuống từ như thế này, chứ không có đang lúc 5-6 tấc là sụp xuống thành là 2 mét, không bao giờ có. Và kết luận đó, Đức Phật nhắc tất cả chúng ta không có việc giác ngộ đột xuất. Cái mà Trung Quốc gọi là đốn ngộ, để đạt được cái sự đại ngộ, chuyện đó không có. Tu là một tiến trình tiệm tiến, đó là chủ trương của Đức Phật ở trong kinh. Thì nhân đây tôi xin mở rộng thêm, nếu các bạn nào thích tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông của nhà văn Hạc Minh Hess, người Đức, được giải Nobel Hòa Bình cách đây khoảng 6 thập niên, thì nên cẩn trọng về thông điệp trong tác phẩm này. Xin lỗi, Nobel Văn Chương. Nên cẩn trọng vì tác phẩm này đã tạo ra cái câu chuyện hư cấu lấy tên Đức Phật Thích Ca là Siddhartha, và người đối lập với Siddhartha đó là hình như là Thiện Hữu, lâu quá là tôi cũng quên. Thì hai nhân vật này đó có hai cách tu đối lập nhau. Nếu Siddhartha đó là một người tu đúng giới luật, đúng những gì mà Đức Phật đã dạy, thì cuối cùng là không chứng đắc được giác ngộ. Còn Thiện Hữu đó là một cái nhân vật ăn chơi, hưởng thụ trong chốn giang hồ, rồi cuối cùng đó, ngồi tĩnh tâm trước một dòng sông, quán chiếu được tâm mình, quát nhiên đại ngộ. Đại khái cái cốt truyện là như thế. Còn cái tình tiết nó rất là lâm ly bi đát, vì nó lồng ghép vào những cái cuộc chuyện tình. Và thông điệp đó không khéo sẽ xúi dục người xem đó, hãy ăn chơi đi, hãy hưởng thụ đi, chờ đến lúc già rồi hãy tu. Và tu còn giác ngộ sớm hơn những người tu từ nhỏ. Kiểu đó thì thôi thua rồi. Thì tôi không hiểu là cái ban giám khảo của giải Nobel Văn Chương năm đó nghĩ gì. Phần lớn họ là những người Công giáo và Tin Lành, là chấm cái câu chuyện làm xong là tác phẩm văn học đoạt giải Nobel. Cho nên đó, về phương diện vật học đó, thì tôi lên án tác phẩm này. Dĩ nhiên trong đó có nhiều tình tiết hay, mình không phủ định. Cái văn chương rất là nhẹ nhàng, lãng mạn, đi vào lòng người. Nhưng mà cái cốt lõi của câu chuyện và cái phương pháp đó, thì nó bị ảnh hưởng theo một phần của Trung Hoa, đó là đốn ngộ. Nó đề cao cái sự đốn ngộ, mà đốn ngộ về bản chất là đại ngộ nhất thể. Cái đó theo Đức Phật là không có được. Do đó chúng ta phải học Phật, tu Phật nghiêm túc từ nhỏ, tức là từ tuổi lên 3. Nhiều khi mình tu tập mấy chục năm trời mà còn chưa ăn chung gì, huống hồ đến già hết xí quách rồi mới bắt đầu tu. Lúc đó nó toàn là gì? Sống với thói quen. Người già sống với thói quen rất là khó sửa tính già. Thì sư Nhất Hạnh là có chủ trương rõ ràng lắm, ai quá 35 tuổi không nhận xuất gia, vì cái cá tính tập nhiễm thối đời bắt đầu nhiều rồi, khó thay đổi lắm. Dù có giác ngộ chân lý Phật đi nữa nha, thay đổi những cái thói quen lối sống phàm mà mình sống cho 60 năm, 70 năm là rất là khó. Là chủ trương đó có nhiều người không chấp nhận, nhưng mà tôi đó, đứng từ góc độ tiệm tu, cũng như là tu từ nhỏ đó, thì thấy rõ rằng là đó là chủ trương đúng. Vì lớn tuổi thì khi vào chùa trong giai đoạn đầu thì có thể rất là tinh tấn, nhưng mà sau đó cái nghiệp cũ nó trỗi dậy, giống như mình lấy đá đè lên trên cỏ. Hoặc là cái mùa đông đó, thì cỏ nó bị phủ bởi tuyết rơi, thậm chí là đóng băng, tưởng là chết rồi, mấy tháng trời như vậy. Nhưng mà hết cái mùa đông giá lạnh, qua đến cái mùa xuân cái là nó mọc lên. Sáng mời các bạn đi từ nhà đi đến nơi làm việc nhé, thấy tuyết còn phủ, chiều về tuyết tan hết, cỏ nó mọc lại, không có chết. Sau mấy tháng nằm ở dưới dạng phục kích. Thì nghiệp phàm,
thói quen phàm, lối sống phàm, khi chúng ta tích tụ đó một cách có chủ đích 50 năm, 70 năm rất khó sửa. Cho nên đó, về bản chất đó, thì sự đốn ngộ đối với những người có một kiếp người ăn chơi để đạt được giác ngộ giải thoát đó, tôi không tin. Vì khi mình mới dừng lại đó thì không có tạo nghiệp xấu mới thôi, còn những nghiệp phàm cũ nó vẫn còn chất đầy ở trong thức A Lại Gia. Lúc đó các bạn phải nỗ lực chuyển nghiệp bằng với cái số tương đương với cái khối lượng và số lượng nghiệp đã gieo trong quá khứ. Tôi đứng từ góc độ của Yogacara, tức là Phật giáo Du Già Tông, là Việt Nam và Trung Quốc thường gọi là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông. Còn lấy từ cái tư tưởng của Đức Phật ở trong kinh Lăng Già, chứ không phải là tự phịa ra cái quan điểm đó. Mà cái Lăng Già đó là một trong các bản kinh đại thừa rất là sâu sắc. Và nói tóm lại đó, nếu các bạn quan tâm đến sự giác ngộ, các bạn phải tu từ nhỏ. Mà không chỉ là tu ở tư cách tại gia, vì các bạn không thể tu trọn thời gian trong không gian thuận lợi có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu. Các bạn phải tu xuất gia, giữ giới luật, học Phật Pháp, tập thiền định miên mặt, xuyên suốt. Rồi lúc mấy chục năm mà còn chưa ngộ được cái gì, huống hồ là đúng ngộ. Chuyện đó không có đâu. Đối với đẳng cấp như Đức Phật đó, 6 năm mới giác ngộ từ thời điểm đi tu. Và luôn tiện đây tôi cũng mở thêm một cái dấu ngoặc nhỏ để giải thích. Đó là các bạn đọc từ kinh điển Pali đến kinh điển A Hàm và Đại Thừa đều có những cái đoạn mô tả giống nhau, mà theo tôi là về sau này biên tập thêm. Đó là sau khi nghe bài kinh này xong, trong pháp hội đó nhân vật đó được giác ngộ thành quả A-la-hán, hoặc là hàng ngàn người giác ngộ chứng đắc quả thánh như trong kinh Đại Thừa. Còn trong kinh Pali đó thì một vài người đã nghe Đức Phật đó, nghe xong là giác ngộ. Cái đó là nó thêm thôi. Muốn giác ngộ phải tu, còn nghe nó mới tỉnh thức thôi, chứ không thể là mới hiểu đúng thôi. Từ lúc hiểu đúng cho lúc tu đó là cả một quá trình rất dài. Nếu như người đó chỉ nghe kinh Phật giảng mà chứng đắc quả A-la-hán thì những người này á xứng đáng làm thầy Đức Phật. Đức Phật phải trải qua 6 năm tu, xích nữa là chết do tu sai nữa. Mà những người được Đức Phật hướng dẫn chỉ nghe một bài kinh xong mà chứng thành quả A-la-hán là không có thật đâu. Có thể các bạn dựa vào kinh, các bạn có thể nói là thầy cho tôi giảng sai, đó là tùy các bạn. Còn tôi thì tôi tin rằng là đó những cái đoạn biên tập thêm khích lệ tinh thần, nói về giá trị của bài kinh đó đặc biệt như thế thôi. Chứ thực ra muốn giác ngộ các bạn phải tu, chứ không dừng lại ở cái hiểu. Mà nếu như mà chỉ cần hiểu đúng là trở thành A-la-hán đó, thì đâu cần phải chuyển nghiệp làm gì. Các bạn nên nhớ điều đó. Tôi nói hơi rộng một chút xíu để chúng ta phải hiểu rõ qua phương tiện các vị tổ sư ở nước A, nước B, nước C, để dẫn dụ những người mới vào đạo thì người ta phải nói cho nó nhẹ như vậy, dễ như vậy, ai cũng cảm thấy khoái. Tu theo đạo Phật đó đơn giản quá mà vẫn có được cái thành quả cao, người ta thích ta đi theo. Còn về bản chất thật thì nó không được như thế đâu. Chúng ta phải học Phật nghiêm túc, tu Phật nghiêm túc thì mới có thể đạt được những thành quả như chúng ta trông đợi.